Tiếp tục với các thông tin về thị trường hàng hóa, đóng cửa ngày 4 tháng 1 thì tâm lý tích cực của giới đầu tư đã giúp cho chỉ số MXV Index tăng 1,3% lên 2.368 điểm là mức cao nhất trong vòng một tháng trở lại đây. Đáng chú ý là thị trường dầu thô đã ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp, trong đó giá dầu WTI trên sở NYMEX tăng 1,2% lên mức 76,9 đô la Mỹ cho một thùng, còn giá dầu Brent trên sở ICE tăng 1,3% lên 80 đô la Mỹ cho một thùng, tương đương với mức cao nhất kể từ cuối tháng 11 cho tới nay. Trong cuộc họp hôm qua, thì bên cạnh việc duy trì mức tăng sản lượng 400.000 thùng mỗi ngày trong tháng 2, thì OPEC Cộng đã cắt giảm dự báo thặng dư nguồn cung từ 3 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 1,4 triệu thùng một ngày trong quý 1 2022. Bên cạnh đó, thì động lực thúc đẩy đà tăng giá của dầu thô còn đến từ số liệu tồn kho kém khả quan của Mỹ. Bất chấp những lo ngại về dịch bệnh, nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn tiếp tục tăng và được thể hiện qua việc số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tới 6 tuần liên tiếp. Đặc biệt là giá Brent đã chạm mức kháng cự tâm lý 80 USD trên thùng trong phiên tối qua, là mức cao nhất trong vòng một tháng trở lại đây. Điều này gợi ý tâm lý tích cực đang chiếm ưu thế trên thị trường và có thể thúc đẩy một đợt tăng giá mới.